Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Gánh Hát TV. Hôm nay thì mình mới nhận được một comment của một bạn, cái nick hơi khó đọc một tí. Bạn có comment là: anh ơi, cây dâu tây của em viền lá có hiện tượng cháy cháy lá hay sao ấy, em cũng không rõ. Viền lá màu nâu và màu đen rồi hóa khô như cháy, lá dâu cũng rất khô, cuống lá thì hóa đỏ, và cho em xin hỏi là cây bị gì và biện pháp chữa trị. Em cảm ơn anh, em trồng Việt Hana. Thì cái đầu tiên thì mình nói với các bạn là cái Việt Hana thì cái cây dâu trước mặt các bạn xem thì không phải Việt Hana. Thì những cái dâu mà của cô hàng xóm, đây là cây dâu Nhật, cây dâu Mỹ. Thứ nhất thì bạn nói rằng là cái cháy lá, thì đầu tiên thì nói chung là mình phải có một cái hình ảnh, chứ còn bạn không có hình ảnh thì cũng rất là khó. Thì mình sẽ nói với các bạn là đầu tiên là cái việc cháy lá nhá. Nó cháy lá là khô, thì thông thường thì như trên trên hình ảnh của các bạn đó là cái hiện tượng mà cái chấm chấm là nó là bị nấm mất cua, sau đó thì cái việc nó khô lá đi á là cái hiện tượng nấm mất cua và nó rất là nhanh. Đó, các bạn thấy có nấm mất cua đó, thấy chưa? Đấy. Cái này thì chủ yếu là mình không có dùng thuốc, mình chỉ có ngắt lá đi các bạn nha. Ngắt lá để mình ngắt và mình bỏ ra khỏi chậu. Đấy, cái hiện tượng nó khô lá, các bạn thấy không? Nó khô rất là nhanh. À, thấy chưa? Nó khô rất là nhanh. Và đa số là dâu tây nó bị vậy. Chứ còn cái cành mà nó đỏ thì các bạn đừng có quan trọng, bởi vì có thể nó thiếu phân, nó hơi thiếu nước, nó khô khô thì nó như vậy thôi. Đấy, cho nên là mình chỉ có phán đoán, nhưng mà cái hiện tượng đó là cái hiện tượng mà nó mất cua đấy các bạn. Nó mất cua là nó sinh ra cái nó khô lá rất là nhanh, và nó khô lá thì nó gặp trời mưa này thì nó khô đi, và nó nhìn nó rất là dâu tây rất là thảm. Đấy, cho các bạn cái việc của các bạn là ngắt đi. Còn nếu trường hợp mà các bạn mà kỹ thì chữa trị thì nói chung là mình nghĩ là nó hơi tốn kém, nhưng các bạn phải dùng một chút cái nấm Chicodema này, các bạn rắc lên chỗ trực tiếp những vết nấm thì mình nghĩ là nó cũng có thể là được. Nhưng mà cái vấn đề là nó tốn kém, và hai nữa là nó cũng hơi mất công. Chúng ta trồng dâu thuần thiên mà, cho nên là các bạn cứ ngắt đi cho mình ha, đơn giản thôi, đừng có nặng nề quá ha. Đấy, cây dâu là nó phải được thoáng này, thoáng và nó sạch sẽ, cái gốc nó không có bị lá khô. Và như các bạn thấy là mình có xịt kiến và dọn dâu ra, thì nói chung là cái dâu mùa mưa mà nó kiểu nó nhiều tức là nó bị rợp quá, thì cũng là nó rầy quá thì kiến và cái con rệp nó khá là nhiều, thì cho nên các bạn cứ hái hái và dọn sạch sẽ đi. Đó, các bạn thấy không? Đó, cho nên các bạn mà hôm trước các bạn thì hỏi là cái việc ngắt dâu lá dâu á, thì cái nó có bị cây dâu nó ngắt lá đi nó có bị sao không, thì không sao các bạn. Các bạn cứ ngắt đi rồi xong đó là cây dâu nó phát triển bình thường, có nghĩa là nó trồi lại lá là rất là ok, chứ đừng có sợ là ngắt cắt cắt ngắn đi là nó cây dâu nó chết, không phải đâu các bạn. Đó, đây là các bạn cứ mạnh dạn dọn sạch dâu. Nếu mà cái dâu mà nó còn đang còn xanh mà nó ra cái lá nón, các bạn thấy một cái lá nón như vậy đó, thì nó sẽ vẫn phát triển bình thường. Đó, còn cái việc của các bạn là cứ dọn sạch cây dâu, bởi vì cái cô nhà bên ấy cô để những cái cây dâu nó rất là rậm, và những nhiều cái nấm mất cua. Mình các bạn thấy mình đang dọn luôn, mình ngắt luôn, mình bỏ luôn đó. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, dâu thì cái mùa này thì nó vẫn phát triển bình thường, nhưng mà nó không phải là mùa dâu thì nó không có đẹp, thật sự là như vậy. Các bạn hoàn toàn yên tâm nhá. Đấy, cái cách xử lý thì các bạn cứ nghĩ là thuận thiên thì cái việc nhặt lá đi thôi, mình cứ nhặt lá. Các bạn thấy nó xung quanh nó khô khô, cái bị nó mất cua đã bị cực kỳ nhanh khô các bạn nha. Đấy, chứ còn không phải là cái bệnh gì cả, nó đen lá hóa khô và cháy là như vậy đó. Chứ còn khi mà những cái cây dâu mà nó cái hiện tượng mà nó không hút được, đấy các bạn thấy lá khô cực kỳ nhiều đúng không, khi mà cái lá khô mà nó kiểu nó không có hút được chất dinh dưỡng á, mà rễ nó không phát triển á, thì nó cứ viền lá khô dần mà nó chết dần chết dần. Đấy, cho nên các bạn thấy này, đây là một cái chậu dâu mà gọi là Nhật Sachinoka, mà cũng một cái chậu dâu khác, và các bạn thấy nấm mất cua cực kỳ nhiều đúng không, và các bạn có thấy dấu hiệu không, là bên trong cái kìa là những cái lá xanh đó, các bạn lá xanh bên trong là nó rất là nhiều, cái lá nhỏ nó phát triển rất rất là mạnh.
và cái nấm mắt cua nó cũng cực kỳ nhiều. Cho nên cái việc của các bạn là dọn sạch những cái dâu đó, dọn sạch những cái lá dâu xung quanh gì, dọn sạch để cho nó ra lá mới, chứ đừng có để mà kiểu như là nó sẽ nhiễm nhá, nó sẽ nhiễm từ cái cọ cái kia. Và cái mùa này thì các bạn nên là đây, các bạn thấy là giữ giống đó, cái cây ngó đó nó ra thì các bạn cứ trồng cho nó vùi xuống và dọn sạch lá để cho nó khỏi nhiễm. À, còn khô lá như thế nào thì kệ, nhưng mà nó đã còn đang ra lá non và nó còn đang đa được ngó thì các bạn hoàn toàn hy vọng, đừng có mất hy vọng và đừng có kiểu nóng ruột. Nên mình nói các bạn là khi mà đã trồng được rồi thì các bạn giữ giống rất là quan trọng, và đấy là cái cách của mình là nó như vậy. Cái hết cái mùa dâu thì nhìn nó sẽ sinh bệnh và nó nhìn nó xấu vậy thôi, nhưng các bạn biết được cái cách các bạn giữ giống và chăm trở lại thì rất là ok. À, cái mùa này thì các bạn nên tưới một chút phân đạm và đặc biệt là tăng cường cái lân cũng được các bạn nha, lân cho nó xanh cây. À, vì nó xanh cây, nó cứng cây thì nó kháng được sâu bệnh và nó cứng. À, còn lại là nó cứ ra được lá nõn, nó sâu hoặc là nó bị nấm mất cua, nó khô kẻ đó, các bạn thấy nó khô rất là nhiều. Nhưng còn ra được lá nõn thì các bạn cứ chăm sóc, các bạn cứ hái cọc đi. À, hái cọc đi chứ không có phải phải sợ hết, chứ đừng có sợ là nó cọc mà nó chết nha. Đấy, cho nên là hoàn toàn yên tâm đó, khô kệ nó các bạn ạ. Đó, nó còn lên được thì cứ nó còn lên được thì các bạn cứ cắt mà ngắt chọc các bạn ạ. Tiện thể mình vừa quay rồi mình dọn cho cái chậu dâu này nó sạch luôn ạ. Bạn thấy chưa, bạn thấy cái lá xanh xanh nó nõn chưa, là có nghĩa là cây dâu nó đang phát triển rất là tốt. Và cái việc của chúng ta là cứ dọn thôi và đừng có để cho nó chật chội quá, nó càng thoáng thì nó càng càng cây dâu nhìn nó càng đẹp. Và nói chung là mình đã từng có video về cái việc mà dọn xà dọn chậu dâu đó, thì các bạn lưu ý nhá. Đấy, cứ dọn sạch thì thôi, dọn sạch lá khô và cuống lá thì nó đỏ kẻ, nó có thể nó thiếu một chút phân. À, thiếu một chút phân thì các bạn đã tăng cường và nó có màu xanh. Và các bạn nhắc lại các bạn là đó là khô lá, là cái tượng nó mất cua. Còn ví dụ như là nó mà khô theo cái kiểu mà không ra rễ thì nó khô, nó héo rất là nhanh và thường là xung quanh cái viền lá. Còn nó thấm 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 như vậy mà nó khô đi thì nó có hiện tượng nấm, mà dọn sạch chứ còn không có phương pháp nào cả. Còn các bạn hạn chế việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhá. Thuốc bảo vệ thực vật thì nó vừa tốn kém mà nói chung là nó thật ra cũng không đáng, ít cây dâu cũng không quan trọng lắm đâu. Đấy, dọn sạch các bạn. Đấy, thì mình đã dọn sạch cái chậu dâu rồi. Các bạn còn thông tin gì thì thắc mắc thì cứ comment. Những video của mình chia sẻ thì nó rất mộc mạc và đơn giản như vậy đó. Trồng dâu thuận thiên là như vậy các bạn nhá. Đấy, thì cảm ơn các bạn đã xem video. Đó. Mình Nó nói càng cái khỏe lá và nó kháng các loại bệnh nhá. Đấy. sạch thì cái chậu dâu nhìn nó sáng sủa, nó sạch sẽ, cũng không có phải lo lắng lắm về cái chuyện bệnh tật. Thì cứ Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau nhá.